đốt nhang mới kìa. Cái này sáng hết nhang rồi em đốt nhang luôn. Cái này chồng đốt nhang cho vợ gái đây ha mọi người. Xong rồi sáng tới đêm. Tốt rồi cũng là từ đầu tới giờ cũng hỗ trợ mình, nó cũng đi theo mình đi giúp đỡ gia đình mình để đưa em về cái nơi an nghỉ cuối cùng. Thì xong cái phần thì coi như là em cũng có chỗ ấy rồi, xong rồi giờ ta hỗ trợ gia đình mình đó là đóng la phong cho nó đừng nóng đó. Mấy bữa bà nói đó, bà chị không hỏi đó, rồi bây giờ nó đóng la phong luôn, hỗ trợ cái đó với gắn cho cái máy lạnh để về cho nó đừng còn nóng nữa, để mấy đứa nhỏ về cho nó ấy, cho nó khỏe. Thì đó em ấy gì đó thì em cứ có linh thiêng thì phù hộ cho mấy người mạnh thường quân của anh chị hiểu khách ở bên Úc. Dạ, với anh chị mà Khánh bên Úc á, với anh chị Minh Tân nè, tác nghiệp á, thì cũng mẹ Khánh khỏe mạnh nha. Có trúng số thì phù hợp cho ông mua là 10 tờ thôi chứ đừng nhiều. Rồi giờ đi qua bển anh dẫn mình đi mua cái máy lạnh về gắn vô phòng luôn. Rồi vui không? Rồi. Chắc bữa nay là chỉ mừng lắm đó nè. Dạ. Mà nói thiệt thì vợ em thì người thân thì vợ em thì nó nhẹ bóng vía, bà con ai cũng mắc hay gì là nó nằm trên bao thấy liền, thấy liền ha, thấy liền, nó có cái vía nó cũng linh thiêng. Còn em thì xin lỗi chứ em ít có thấy à. Hôm nay em tới đây thì em đóng la phong cho chị nè, đi chút nữa đi mua máy lạnh cho chị. Nhà tiền của vợ chồng chị Lê Khánh ở bên Đúc đó. Yeah. Cũng hương ba đứa nhỏ là tài trợ cho ba đứa nhỏ đi có la phong cho nó mát với máy lạnh. Yeah. Rồi chị có bên thiên chị hộ độ cho anh chị Lê Khánh và tất cả mạnh thường quân. Yeah. Tất cả mọi người trong và ngoài nước luôn mạnh khỏe và bình an. Còn riêng chị Liễu Khánh thì chị muốn là có em bé, chị muốn lấy xin cái vía của ba cháu này, chị cũng gán hộ độ cho vợ chồng chị Liễu Khánh được bé có, gái có mấy đứa bé gái giống như con của mình đó. Anh chị đó. Thấy quá thương rồi, thấy con của bà anh chị quá thương rồi. Chị thấy ba bé là quá trời quá thương rồi, bởi vậy về cho tiền về để đóng la phong gắn máy lạnh cho tụi nó đó. Chị chắc chị nghe được là chị sẽ vui. Yeah. Chị cũng không còn sợ mấy bé mà nó nóng nực hay là cực nữa. Nghe lại khóc dữ lắm. Khóc ha. Tại vì ít có được cái sự họ giúp đỡ gia đình, họ cũng muốn giúp. Bởi vì từ cái chỗ không có ai giúp đó, rồi không nhà luôn. Chịu luôn. Hương vợ lắm mọi người, tâm sự với vợ, vui tiện chị đó. Dạ, em chào chị. Dạ. Anh có cô khán giả muốn gặp anh nè. Dạ, chào cô. Dạ, chào anh. Dạ. Tại vì em có coi cái clip của anh Tân quay đó. Dạ. Thấy cái hoàn cảnh của anh, thấy tội nghiệp, rồi tụi em mới nói thôi để liên lạc với anh Tân. Giờ em cũng biết anh ở đâu mà tụi em đi xứ thành cũng khó. Thì Tân thấy đằng nào cũng đi làm về nó thôi, để em liên lạc rồi để em gửi chút quà, chút tiền để giúp đỡ cho anh. Chị cho ông theo anh. Dạ nè, mở camera để em quay cái chị trả em theo. Theo rồi em đem cái hài cốt của vợ em về luôn rồi nè. Dạ. Dạ.
theo tay. Dạ. Rồi ba đứa nhỏ về chưa anh? Dạ ba đứa nhỏ thì ngày mai người ta cho xuất viện, nhưng mà mấy nay nó bị già, da nó hơi vàng rồi, bác sĩ đang chạy. Còn trong bệnh viện á hả? Dạ còn trong bệnh viện hay sao? Dạ còn trong bệnh viện á. Còn dạ. Còn trong bệnh. Ba đứa nhỏ cũng khỏe rồi. Dạ có khỏe, có khỏe. Dạ khỏe. Dạ. Dạ. À, chứ có cái clip của anh Tâm cũng đỡ, nhờ anh Tâm cũng đỡ chứ cũng phải coi là nếu mà anh Tâm anh không có quay thì cũng đâu có biết tới anh. Từ dạ từ hồi đầu tới giờ từ dạ. Từ đầu từ hồi đầu tới bây giờ là cũng nhờ vợ chồng của anh Tân với cái ekip của ảnh cũng hỗ trợ cho tụi em từ đầu cho tới cuối luôn. Dạ bởi vậy cái em cũng mang ngắm chỉ rồi cũng từ đó mà mới biết nhiều cái nhà mạnh thường quân. Dạ dạ em cũng rồi, cảm ơn gia đình. Em gửi, dạ em gửi trong cái tài khoản của anh Tân rồi, có gì anh Tân ảnh đến anh ấy rồi cho anh nha. Dạ cảm ơn gia đình cô. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Dạ. Rồi chừng nào chị em. Dạ. Rồi dạ. Em mới nhắn tin, em mới nói gửi nhà cũng thấy hai chị em đó. Thôi để phải coi điện thoại đi chứ nhiều khi nó lấy cái nick giả đó. Dạ. Nên là mình cũng sợ. Dạ. Chị có lấy số điện thoại của anh Tâm không? Có gì liên lạc với không mấy cháu dễ hơn. Thôi để dạ, qua thôi anh đi. Để mấy cái số tài khoản đó ngày hôm qua đó anh dạ. Gửi đó để có dạ, gì dạ. Anh cũng tới luôn đó cho dễ. Dạ dạ. Dạ. Dạ, Diễm cảm ơn chị nhiều nha. Đang cả nhà đã sửa hả? Bây giờ hở tôi đang gắn lò phong nè. Đang gắn lò phong. Dạ. Dạ. Với sửa lại cái phòng. Dạ. Dạ. Thôi kệ, giờ tòa ảnh này chỉ trong cậy nhờ nhà anh chị đi ra tới. Dạ. Dạ, Diễm cảm. Chứ có anh đi quay vậy mới biết chứ còn mà không cũng đâu ai biết tới đâu. Dạ, dạ. 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 Dạ, rồi để em kiếm khỏe nha. Dạ. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, dạ. Bây giờ em đi mua máy lạnh. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Coi anh coi cái gì, anh coi giúp đỡ cho anh đi. Dạ, dạ, dạ. Em cảm ơn chị nha. Dạ, dạ. Rồi em cảm ơn anh chị nha. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Rồi để em kiếm dạ. Khỏe. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình đi hả anh Tâm? Dạ rồi mình đi tiệm máy lạnh đi. Rồi dạ. Cho anh em hở làm. Dạ. Rồi làm tiếp đi. Dạ. Mình lộ bộ qua đó. Dạ, em đi bộ qua đó đó. Chợ lớn mua cái máy lạnh. Đi dạ. Đây. Dạ. Đi bộ mà ngay đây mà. Dạ dạ, để em lấy cái nón coi. Rồi. Hút hết rồi. Còn dạ còn đâu đi Hương ơi, em làm công chuyện đi qua thôi ấy chút mà để mà áo khoác cho đi thằng này em đi đâu có được đi nó quậy đi lắm không có ai coi luôn hả à. Dạ. Để cho tụi nó lọ đi chứ em không rành. Cái máy lạnh nha mọi người. Đó, tiền của vợ chồng chị Liễu Khánh ở bên Úc cho tiền máy lạnh với tiền đóng lò phong. Minh rồi. Minh tè kêu Minh tè quên bỏ nó luôn rồi. Dạ. Để em chạy vô em kêu nó. Đi, đỡ nó vô. Nó không hay á, hay là nó đợi, dạ. Mới hôm qua chạy đi hớt tóc rồi nó mua cái kết mà quên hoài. Đi học nhiều khi không có xe để rút về. Dạ.
rồi cái đi bộ về đó đầu trần mồ hôi mồ kê lấy cái kết á. Đây con đi theo ba nè. Nãy giờ ở đâu con tính rủ đi mà quên. Rồi sao? Chưa nấu cơm. Thì thấy chưa nấu cơm cúng hả? Ừ. Để cứ nấu. Không, cái nồi cơm kia để đó, nồi cơm đó đó đó. Ấy cha để nồi cơm đó để ăn đó. Nhiều quá nhiều. Thì để cho bên nấu cái nồi khác chút xíu cúng cho mẹ à. Đi qua bên hộ con mua cũng mà lạnh rồi mọi người. Vui hả anh Tâm, vui không? Dạ vui chứ. Nhưng mà có buồn cái là khi có để cái giày thì vợ em nó không có dạ. Dạ. Mà vui cái mà cho con mình là được thoải mái. Dạ. Anh đi ra một lỗ hình như là ta sẽ nghe người ta biết anh là vậy. Giờ em đi chợ em ngại muốn chết. Không như quay lên mạng nè, ta coi ba cái người ta biết anh á. Sáng mới chợ đó đi vô. Mà cái chỗ đó tụi em ăn, vợ chồng em ăn là thường luôn, mối mà dạ. Mà đâu có ai biết dạ. Rồi sáng là cái mới lại mua cái Hoành Thánh cho thằng này dạ. Thì bà, cái bà biết em á, thì bà đâu có biết cái gì vợ em á. Không biết nha. Không. Rồi cái bà nói mối mình tới kìa, cái bà hộ quá bà nói thì ổng là bà, cha của ba đứa nhỏ mà bà câu vậy đó. Trời ơi trời, bà té nhỏ luôn. Dạ. Không, cái người biết em quen biết thì nhiều lắm. Tại em đi làm á thì người ta thương, người ta biết nhiều lắm. Đã quên kêu rủ cầu tiến rồi đây cái cầu tiến rồi đây. Đây máy lạnh quá trời luôn nè. Dạ đó là siêu thị Chợ Lớn á. Hôm qua thằng em nó nói nếu mà có mua thì mua một là cái hiệu xanh vô, hai là thằng gì á em quên rồi. Rồi cái này tới máy xanh này nha mọi người. Vô. Chào vô kiếm mua cái máy lạnh. Dạ máy lạnh dưới đây. Dạ đi hẳn đi có người. Dạ. Anh kiếm mua cái máy lạnh. Đây là anh Tâm ơi. Mua từ Hiển. Giảm nhạc xuống giùm em chút được không? Giảm nhạc xuống luôn. Quá trời luôn. Dạ. Đi sao anh Tâm? Có bút cho người lần nào chưa? Dạ có vô hoài gì. Có mua không? Có mua trả góp cho mấy đứa em á. Tại vì chị nó đứng ra chị nó mua, nó không dám đi mua. Dạ.
phòng mình bao nhiêu mét vuông không? Dạ, cái phòng đó 12 mét vuông. 12 mét vuông gắn một ngựa là được. Nhưng mà... Gửi gì cho mình nha. Gửi gì để dư. Dạ. Mình có đang có tính kiếm của thương hiệu của hãng nào không anh chị? Dạ, cái nào mà tầm khoảng 12 triệu. 12 triệu hả? 12 triệu thôi, anh xài Toshiba đi. Toshiba em đang chạy chương trình nhiều mà. Đúng rồi, gấp hai lần. Tiết kiệm điện không? Có, siêu tiết kiệm điện luôn. Có inverter, lọc bộ thứ mùa đầy đủ cho mình luôn. Lọc thứ mùa luôn ha. Con này 13 triệu mấy, anh đang giảm còn 11 triệu 59 chục ngàn. Bữa nay anh mua thì giảm được 400 nữa, là còn 11 triệu 190 ngàn. Con này mình có gắn liền không? À, cái này mình ở đâu luôn đó? Hãy qua cầu tầm bót tới. Tầm bót của mình. Cái này chắc... chiều gắn mới được anh chị, tại dạ, mấy giờ em đang giao mới làm nhiều lắm. Tại vì này cũng muốn làm cho rồi để mai mấy đứa bé ở bệnh viện nó về luôn, cho nên mới cần là vậy. À, vợ sanh ba bé rồi vợ qua đời để lại ba bé, bây giờ nhà rất là khổ luôn. Thì mình lễ hội Mạnh Thường Quân người ta muốn gắn cho mấy bé ngày mai nó về, cho nên rồi mong mấy anh cũng sắp xếp để gắn cho sớm giờ mà. Để em hỏi cái gì là ưu tiên đi. Dạ, dạ, ưu tiên. Tại vì em ưu tiên chiều nay lắp xe. Anh thấy cái này em tư vấn cho. Là hiện tại là em sẽ có là giao hàng nè, công lắp đặt là miễn phí, ống đồng thì em sẽ tặng cho mình được 5 mét cái bó màu trắng đó. Là mình xài cỡ được 5 mét không chị? Dạ, không tới, tới đâu ha. Tới, ở ngoài gắn vô trong là gọi nha. Dạ. Còn cái này mình gắn thì mình sẽ tốn tiền cho em là một cái bát treo cục nóng là 100 nghìn, một cục CB. Dưới dây điện nguồn nữa là xong, khoảng tầm 300 ngàn tiền nhật trường nữa là hoàn tiền. Cái này em có tặng cho mình được hai lần vệ sinh đó. Anh Tâm ơi, tặng hai lần làm máy lạnh miễn phí nữa. Trăm năm thì mình vệ sinh cho mình hai lần. Còn con này thì nó sẽ bảo hành cho mình được 2 năm. Trong 30 ngày đầu tiên có lỗi sẽ đổi cái mới cho mình tại nhà luôn. Sau 30 ngày, trở về sau thì em sửa chữa cho mình miễn phí. 12 triệu. Này một chứ mấy với tiền dây đồng, tiền dây này, dây điện gì đó, chứ mấy cái bát kia là cũng 12. 12 triệu vừa đủ anh Tâm ơi. Rồi dạ, bây giờ mình tạm xài của Toshiba là của Nhật là hàng gửi ngày mai. Dạ. Okay. Gửi mẫu mới luôn chị, gấp thái nguyên con luôn. Rồi bây giờ chốt cái này giao thì giao mới thôi. Siêu tiết kiệm điện nữa anh Tâm. Dạ. Không hao điện nha. Anh khỏi lo. Dạ, tại vì tại mấy đứa nhỏ đó. Cho mấy đứa con nhỏ nè. Với cháu nè. Dạ, ba đứa gái sanh ra mẹ mất đó. Cảm ơn. Mấy bữa nãy trên mạng mở lên thấy rồi. Liễu Khánh ở bên Đúc không? Rồi bây giờ là chốt cái đó. Rồi chốt giùm anh cái đó. Chốt làm sao? Chốt qua. Mình cố gắng sắp xếp cho mày. Dạ, cho tiền mặt. Vô may mắn. Mình sắp xếp nó cố gắng giùm anh trong dạ, ngày. Dạ, để mỏi vào sớm nhất có thể nha. Dạ, đâu mà em mỏi này là xong hết. Dạ, dạ. Tại tối nó dạ, về. Tại tối chín. Dạ, chín rưỡi. Hai cha con đứng vô chỗ máy lạnh này, em chụp tấm hình để coi. Dạ. Trước 8 giờ đi, trước 8 giờ. Kế bên, tại 3 giờ em ra mất. Mừng hả anh Tâm? Dạ, mừng. Minh Tăng TV. Có mừng đúng không Tâm? Được anh Tâm. Bởi qua anh đây người ta tư vấn mau lẹ rõ ràng mà lại gác ở đây bởi vậy. Còn bên kia nó là nãy cái điều mình muốn nói mà mình muốn năn nảy luôn mà nó cũng không giải quyết, nó dở luôn. Làm ăn bên kia nó tiếp khách nó không ấy. Với lại gặp nó né tránh là nãy em nói, ủa sao kỳ mua bán vô đây ta khách vô mà né tránh. Nó ra mua không muốn lên YouTube mà đẹp người ta mới quay xấu quay mà chị. Rồi bây giờ mình ra bàn tính tiền vô. Dạ, mình ra phía trước với em anh. Rồi. Dạ, cảm ơn gia đình ủng hộ. Chú ra trước nha. Đi gần trước nè. Vậy là cố gắng dạ, trong trước 20 giờ là xong, trước nói chung là trong ngày hôm nay là xong hết cho mình đó. Rồi, tại ngày mai cái con nó xuất hiện. Dạ, trong tối nay là xong hết. Dạ, mình ngồi ghế. Rồi. Dạ, ngồi đi ghế đi chú. Rồi. Ngồi ghế đi. Ngồi đi. Anh Tâm ngồi đây ngồi đây đi. Dạ. Cho con ngồi đó đi. Làm giấy bảo hành cho cái anh Tâm. Dạ, em làm. Rồi có được tặng gì không? Rồi má cũng có được tặng gì chứ? Con này làm 13 triệu mấy, nó giảm cho mình tiền. Em bưng này ra được không em? Mày. Để mình chụp.
Hôm nay cảm giác hay sao anh Tâm? Dạ thầy là cũng nha. Rồi cảm ơn cưng. Dạm mời gia đình mình uống. Uống nước đi rồi. Chắc nó không? Bây giờ đưa tiền cho anh Tâm rồi, anh Tâm chút nữa anh Tâm cầm trả luôn. Dạ, dạ, trả luôn. Dạ. Dạ, rồi. Dạ, mới phước. Dạ, con xin số điện thoại của mình để con bảo hành với giao hàng. Rồi, 0904-269-354. 0904-269-354 cho xin tên của chú nha. Trần Thanh Tâm. Mà nó đồng thành 4 đúng không? Đồng thành 4. Trước 8 giờ đó. Dạ, đều khỏe. Anh phải làm cho cái phòng cho nó. Em về là nói chung là hôm nay là em không có nghỉ ngơi. Dạ. Uống cà phê là em làm hoài nó gấp là về không có nghỉ. Không có nghỉ. Chứ bình thường em ít có nghỉ trưa lắm. Quen rồi, nằm không có ngủ nó thao thức nó mệt lắm cho nó bật vậy luôn là chút nó bệnh rồi. Thường tôi mua mấy cái này giúp cho người ta đó. Dạ. Tivi nè. Rồi tủ lạnh, máy giặt tùm lum hết. Dạ. Em thường mua đó. Mà làm như anh thì mua là chữ bình thường là quá trời. Đọc cái số điện thoại của em lên là người ta biết chưa? Dạ. Rồi, anh Kỳ qua đó đứng nè. Em đứng đây đi. Em đứng bên này em trao tiền. 1 triệu là 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 10 triệu, 10 triệu, 1 triệu, 190 triệu. Rồi, vậy là vợ chồng của anh chị Liễu Khánh ở Bình Đúc đã cho anh một phần là cái lao phong với cái lạnh là đủ rồi ha anh Tâm. Dạ. Đó, em, chị cho hai cái món đó. Dạ, rất là mừng. Em xin được hai cái món đó thì làm cho anh cấp tốc liền. Dạ. Cũng rất là mừng. Dạ, em gia đình em cũng mừng. Dạ. Để cho mấy cháu nó mát mẻ. Em cảm ơn anh chị Liễu Khánh rất là nhiều ha. Bây giờ mình mua là trong ngày nay nó gáp luôn, mà gáp chắc buổi chiều nay buổi chiều luôn. Này nó gáp 5 mét dây đồng nha. Dạ. Cho mình 5 mét. Rồi nếu mình dây đồng mình còn xài dư anh em cắt. Dạ. Mình cắt rồi dây đồng mất tiền lắm. Dạ. Anh bê cái ống đó. Dạ. Anh bê cái ống đó. Ống dây đồng xịn đó. Dạ. Ngày nay sao mà anh gì anh làm cái phòng ở xong xuôi cái là bảo đảm là tới đây tới chiều cho là nó bay tối coi là tới đó gắn là hoàn thiện cái phần của em rồi đó. Dạ, cho nó bay hơi ra hết á. Dạ. Để dạ thì cái đó là nếu ngày mai mà bất cái nhà cái phòng em có cái cửa mà có cửa kính á. Dạ. Nó kín mít luôn đó. Là tại mấy nay nóng quá rồi, mở ra cho nó đừng có nóng á. Để tối vô hực hực nó nóng mới chồng. Uống nước đi anh. Dạ anh em mời chị. Em có đây, em có đây. Dạ mừng, mừng từ lúc đầu mà chị hỗ trợ có gì. Cái này con tư vấn bảo hành cho chú nha. À, bảo hành cho mình 2 năm.
Vậy rồi, trong 30 ngày kể từ ngày mình mua máy lỡ với thật con sẽ đổi cho mình máy mới. Rồi. Vậy rồi, có trực chặt cứ gọi số tổng đài giùm con. Rồi. Dạ, số liên hệ của chú nữa. 0904 26 93 54. Đúng 20 giờ ngày hôm nay con giao. Rồi. À, đây tới đó mình thấy số đại nghe máy giùm con là được. Rồi. 20 giờ mà mình chưa thấy ai gọi giao cứ gọi đến số tổng đài lại giùm con. Rồi. Bảo hành 2 năm 30 ngày đầu có lỗi đổi mới ha. Sau 30 ngày trở về sau thì con hỗ trợ sửa chữa tại nhà miễn phí, có trục trặc cứ gọi lên số tổng đài giùm con là được. Rồi. Cái này con tư vấn lại ha. Giá máy của mình giảm hết là còn 11.990.000. Ống đồng thì bên em sẽ tặng cho mình được 5 mét là cái hình cái bó màu trắng đó chị, xài qua mét thứ 6 mới đúng tiền. Xài qua mét thứ 6 thì tốn tiền 190.000. Dạ. À, bên em sẽ giao hàng lắp đặt cho mình miễn phí nè, tặng cho mình được 2 lần vệ sinh máy lạnh trong năm. Trong năm á mà nó anh xài khoảng 16 tháng á, anh cứ gọi số này giùm em. Vậy rồi, nói mấy bạn xuống vệ sinh cho mình là sao. Dạ. Gắn thì tốn tiền giùm em một cái bát treo cục nóng, một USB với điện nguồn khi các bạn lắp rồi mấy bạn sẽ viết lại cho mình tấm giấy. Mình thanh toán tiền vật tư này lại giùm em thôi. Nếu mà ổng đồng ông vắc xin đó thì khoảng tầm 300 tiền vật tư nữa là gọi hết. Vậy là xong hết cho em rồi. Giữ giấy này. Em bảo hành trên số điện thoại của anh nha, mắc phí không sao. Rồi. Rồi bây giờ mình đi tâm ơi. Dạ rồi. Bây giờ xong rồi. Anh nhớ anh canh điện thoại ha. Dạ, anh canh điện thoại. Rồi, cảm ơn. Dạ được, cái đó được dạ. Trước em bây giờ. Dạ rồi, ok, cảm ơn nhiều. Rồi, đi tâm ơi. Tăng xin chào mọi người, cảm ơn vợ chồng chị Liễu Khánh ở Bình Đúc nha, đã giúp cho anh Tâm cái máy lạnh nóng tối nay vô ngủ luôn. Máy lạnh nha. Hai cái mọi người. Rồi bây giờ đi về nha. Tăng chào mọi người, chúc mọi người luôn mạnh khỏe, làm thành tài nha.